Em chào chị Diên, tôi bị hello chị Hương, hello chị, đi ra, em là chưa tiêu hết tiền à? Nắm tiền thế, chị Phương một đồng. Good morning. Chào chị Diên, chào. À đấy à? Ui, dây này, dây mới này. Ui, chào. Đi dậy mới xem nào. Còn cái nịt á, còn cái nịt. Lại chi tiết vào thẻ của tôi rồi thì phải còn cái nịt. Cái gì? Money chưa? Money. Giờ là giao thẻ cho vợ ở đấy. Sợ chưa? Đi đây nào. Đây. Tát. Vui đi đây. Sao gì em? Anh giao thẻ cho vợ, vợ đi mua sầu riêng nè. Anh nghĩ sao nếu cuối năm nay, cuối năm cưới, năm sau đẻ thằng cu? Nói chung là anh chẳng nghĩ gì. Nói chung là cuộc sống mà. Đúng không chị? Nhẹ. Đúng rồi. Cuộc sống thì không biết, không nói trước được điều gì. Cũng có thể là cuối năm cưới, con không bao giờ cưới. Có thể là ngày mai có thể cưới luôn được. Trời. Im đi. Cười cái gì? Đúng không? Đấy, chị về không kịp. Mai cưới chị về không kịp. Mai chị về không kịp thì để em hoãn vé. Hoãn cưới. Bay về mất một ngày một đêm lận. Mà có thằng cu nữa. Luôn được. Có thằng cu nữa thì đúng rồi hết. Không, luôn. Không còn gì để bảo. Bây giờ... thế luôn, bây giờ đạt mà có cu nữa là kiểu không cần lấy vợ luôn. Không lấy vợ sao có thằng cu? Hay thế thì mới là, thế mới là ví dụ. Trời. Kìa. Đúng không? Tao sẽ cướp người yêu mày. Mày thách tao đấy. Chính thức hôm nay mày sẽ thách tao. Được chưa? Tao cứ cướp đi, mày không cấm. Anh đẹp trai quá, em yêu chị Vi. Cái con quỷ. Em xin Vi về được không? Không bé ơi. Bé đừng có khôn. Anh đẹp trai quá nhưng em yêu anh và nà bèo vũ đấy. Thì cố gắng thôi.